Ngọc Phú có đặt câu hỏi: Thầy ơi, làm sao để khi dùng ý thức phát triển bản thân, quá trình chuyển hóa không bị ức chế tâm và khó chịu ạ? Có phải do tuệ mình yếu nên là hành trình đó bị gian nan không ạ? Vâng ạ. Xin chia sẻ với anh Phú thế này. Thứ nhất là tôi lấy cái ví dụ về cái khái niệm của nhận thức và ý thức một chút để chúng ta dễ hình dung. Ví dụ về mặt nhận thức, tức là cái thói quen đấy, nó là bản năng đấy, thì chúng ta rất thích uống rượu. Nhưng về mặt ý thức thì nó biết thừa là uống rượu là hại cho sức khỏe, hại cho thần kinh. Nhưng mà vì thói quen của mình thích uống rượu, nó quen mất rồi. Vậy thì cái nhận thức là thứ mà dùng để chiều chuộng bản thân. Còn cái ý thức nó dùng để nó bắt ép bản thân phải thay đổi những thói quen xấu. Nhưng thường thì những người mà càng bản năng thì nhận thức nó thắng được ý thức. Cho nên nó giống như kiểu là một ngày mình đang sống tự do 24 giờ, thì bỗng nhiên một ngày đẹp trời, ông bố mình Covid, ông ấy không đi làm, thế là ông ở nhà. Cái gì ông cũng bắt mình hình thành thói quen tốt. Và 16 giờ trên 24 giờ ông ấy quan sát và ông ấy hạnh hoẹ mình, thì chính ông ấy là ý thức đấy. Còn cái nối sống tự do bản năng của mình chính là nhận thức. Và tất nhiên mình sẽ rất ức chế với ông bố, bởi vì đang tự do 24 giờ, giờ bị kèm chặt 16 giờ, điên lắm, mà ông lại toàn bắt mình làm những thứ nó lại không giống thói quen của mình. Thì tất nhiên về mặt trí tuệ mình công nhận ông ấy nói đúng, thì đúng rồi. Nhưng mà để ông thay đổi từ từ chứ thay đổi làm sao ngay được. Thế là dẫn tới mình ức chế với bố mình, mặc dù biết là ông ấy đúng nhưng vẫn ức chế với ông bố. Vậy thì tương tự như vậy, trong con người mình cái ý thức nó luôn luôn như kiểu có ông bố. Và ý thức của mình càng mạnh mẽ bao nhiêu thì sự chuyển hóa về mặt tâm thức của mình nó càng nhanh bấy nhiêu. Còn ý thức càng yếu bao nhiêu thì chuyển hóa càng chậm bấy nhiêu. Cho nên, nhưng mà ý thức mà nó mạnh quá thì nó khiến cho mình ức chế tâm, vì tất cả trong một ngày của mình đều phải thay đổi hết thói quen, cho nên ức chế tâm. Vậy thì để mà không bị ức chế tâm thì bắt buộc người ta phải dùng từ chuyển hóa chứ không dùng từ thay thế. Tôi lấy ví dụ, bạn đang ăn thịt, bây giờ tôi thay thế một phát bằng rau, không tài nào chịu được. Bạn đang ngủ với phụ nữ, tôi thay thế một phát bằng đàn ông, chịu không nổi. Không, thế thì như vậy là những thói quen cũ nó bị đào thải ngay lập tức và thay vào đó là thói quen mới. Thế thì câu chuyện ở đây là bạn phải chuyển hóa từ từ. Vậy thì ví dụ chúng ta có 10 tật xấu, thói quen xấu mà chúng ta cần đào thải, thì hãy lọc ra ngay lập tức 2 thói quen, và trách nhiệm của chúng ta trong 3 tháng là phải đào thải 2 thói quen xấu đấy để hình thành 2 thói quen tốt. Và như vậy, nếu bạn làm 5 lần như vậy thì có phải là mất 15 tháng và chúng ta đào thải được 10 thói quen xấu và thay thế bằng 10 thói quen tốt. Thì sau 15 tháng đấy, có nghĩa là chúng ta chuyển đổi được một thói quen, có nghĩa là mình chuyển đổi được tâm thức, hay còn gọi là chuyển đổi được số phận. Vậy đừng tham mà thay đổi 10 thói quen xấu ngay một lúc, dù sao cái xấu đấy nó cũng theo mình mấy chục năm rồi. Thế thì loại 2 cái ra trước, 2 cái cấp thiết nhất. Cho nên khi mà tôi phỏng vấn tuyển dụng thì tôi hay có cái câu hỏi thế này: nếu tìm ra 2 thói quen xấu của bạn mà muốn loại bỏ ngay bây giờ vì nó làm kìm hãm sự phát triển cuộc đời bạn, thì hãy nói cho tôi 2 thói quen xấu của bạn. Nhưng điều cực kỳ bất ngờ là những bạn trẻ mà tôi phỏng vấn, nói trẻ cho nó đỡ ngượng như nhiều bạn già cũng vậy,
đều nói là em không tìm thấy thói quen xấu nào. Bảo vậy thì mày thành Phật rồi, tỉnh thức mất rồi. Vì nó không có ý thức cho nên nó không tìm thấy thói quen xấu. Và đảm bảo tuyển dụng đứa đấy về chỉ có chết. Những đứa mà không tìm thấy điểm ngu của mình là đứa đấy ngu vĩnh cửu. Còn những người luôn luôn nhìn thấy cái vấn đề của mình cần phải thay đổi thì tuyệt vời, dứt khoát họ sẽ phát triển được. Đấy, vậy thì phải thay đổi. Nếu liệt kê 10 thói quen xấu thì thay đổi 2 thôi chứ đừng thay đổi 10. Thay đổi 10 nó ức chế tâm. Thì nó tương tự như ông bố khó tính mà kèm 24 trên 24 vậy. Khó chịu lắm nhá. Ví dụ như là tôi có một cậu đệ tử. Nó thì nhiều tính xấu lắm. Nhưng một trong tính xấu lớn nhất là máu gái. Và nếu nó còn máu gái thì ắt làm doanh nhân sẽ phá sản. Sớm muộn cũng phá sản. Thế tôi không khuyên nó thay đổi cái gì. Nhưng thay đổi đầu tiên là dục vọng về gái gú. Và muốn thay đổi dục vọng về gái gú thì chúng ta muốn cũng không thay đổi được. Thì bắt buộc phải thay đổi thói quen ăn uống. Cứ ăn trứng vịt lộn, xong lại bỏ rau răm đi, ăn đỗ giá, xong rồi ăn thịt bò, thịt đỏ, mà lại bảo là sống thanh tịnh thì thanh tịnh làm sao được. Muốn tu được cái tâm thì bắt đầu từ giữ giới, tu thật. Phải bỏ. Và tôi cũng nhắc luôn, không có bóng dáng của một doanh nhân lớn. Doanh nhân lớn bằng trí tuệ đấy chứ không phải lớn bằng cơ hội. Mà máu gái. Nói như vậy thì bảo thầy là ngày xưa không máu à. Chính vì quá máu cho nên mới biết được cái nguy hại của nó. Cho nên rút kinh nghiệm hết sức kịp thời, báo cáo các anh vậy nhá. Cho nên là mà lại bây giờ lại liệt kê là một là vừa không máu gái nữa, vừa không thích tiền nữa, vừa không thích đi ăn chơi, vừa không thích uống rượu. Liệt kê ra 20 tính xấu, xong rồi loại bỏ ngay một lúc thì có khác gì tự tử mà chết. Và không khác gì mấy chị giảm một phát 70 cân mà muốn là một tháng sau còn 50 cân. Mẹ thì chỉ có hụt hơi mà chết thôi chứ. Chuyển hóa nhá. Để làm sao để nó cân bằng. Nó cân bằng trong cuộc sống. Thân tâm tuệ. Rồi cảm ơn câu hỏi của Ngọc Phú. Vậy thầy nhắc lại. Làm chuyển hóa nhưng mà chuyển hóa trong trạng thái cân bằng. Vì vậy mỗi một thời khắc khoảng 3 tháng đến 5 tháng chỉ loại bỏ hai tính xấu để hình thành hai thói quen mới tốt là được. Đừng tham lam. Và rất nhiều người bị mắc căn bệnh không biết tu thì thôi, vừa biết tu một phát là tu tham ngay. Vừa không ngủ với chồng nữa, vừa lên chùa thường xuyên, vừa sáng ra tụng kinh gõ mõ, vừa buổi chiều ngồi thiền một đống thù lù, vừa vác tiền của chồng đi làm từ thiện, vừa đầu tháng đi thả chim, cuối tháng đi thả cá, xong rồi là đi học các cái lớp ở Tây Ban Nha, ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thằng chồng nào nó chịu nổi. Vừa nhảy vào tu một phát là tu tham luôn. Đấy. Thì tôi nhắc nhớ là chuyển hóa chứ không phải là thay thế. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.